khí thế mạnh mẽ, tràn đầy tự tin, Tây Môn Phiệt nói với Vô Song, đúng là muốn chết. Bằng tốc độ nhanh, hắn vung cú đấm lao nhanh đến Vô Song, trực tiếp cú đấm được tác động lên trước ngực của Tần Vô Song, khiến cho cậu ấy bay ra xa tạo thành một vụ nổ. Tây Môn Phiệt đắc ý nắm đấm lại, cuối cùng cũng chỉ là một chân võ cảnh bát đoạn, hừ, coi như chân võ cảnh cửu đoạn quá rồi đấy, độ nhanh tốc độ của ta không ai có thể địch lại được. Một quyền đánh ra cũng đủ để khiến ngươi dập xương nát gân, toàn bộ tu vi chớp mắt cũng mất luôn rồi. Thế nhưng ngay lập tức những cú và đốp vào câu vừa nói, Vô Song có bị tổn hại tí nào đâu, còn khí thế đứng lên khen, ha ha, quả nhiên là nắm đấm của chân võ cảnh cửu đoạn mạnh thật đấy. Sừng sững khí thế mà nói, nhưng ông cũng tự tin thái quá rồi đấy. Đây chính là thực lực của ông sao, Tây Môn Phiệt chủ. Cười lên đầy đắc ý, Tây Môn Phiệt vẫn sức mạnh, miệng múa võ, chưa xong đâu, giờ mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Lại tiếp tục lao lên với một chưởng lực nữa về phía của Tần Vô Song, thế nhưng ông ta đắc ý quá sớm rồi, Vô Song nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công trước sự ngỡ ngàng của Tây Môn Phiệt, tung đòn phản kích vào khuôn mặt đã xấu còn thích khoe răng của ông ta, lần này là đến lượt ông ta bay đi, tạo thành một vụ va chạm với đất đá, đứng lên sau đòn đánh, khí thế lại vô cùng mạnh mẽ và hung hãn, khoe hàm răng đều tăm tắp ông ta khen, vậy mà lại có thể nhẹ nhàng trách được, lại đánh trả luôn trong chớp mắt. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đấy. Song tên Tây Môn Phiệt lại tiếp tục bộc phát ra khí thế càng hung hãn hơn lúc nãy, làm nhảm, bình sinh không có đối thủ, ngươi là người đầu tiên thấy được trạng thái hết sức của ta đấy. Nhìn ông ta Vô Song đánh giá, cảm giác áp bức mạnh thật, hình như đại khí cũng đã có sự thay đổi rồi, vậy ta cũng nghiêm túc thôi. Nói rồi Vô Song cùng vận sức đẩy ra sức mạnh vốn có, mọi người trong thành nhìn thấy hai luồng khí mạnh mẽ, không khỏi cảm thán, bên đó có chuyện gì vậy? Dương cương chi khí mãnh liệt quá, chắc là cao thủ giao đấu. Chắc chắn đây là quyết đấu của cường giả chân võ cảnh thất đoạn. Tây Môn Phiệt vung sức lên nắm đấm tung một chiêu Hồng Lưu Nộ Tận Phá Thần, còn Vô Song tung một đấm của Viêm Dương, Cửu Dương Diệt Thế. Cả hai sức mạnh cực lớn của cường giả lao vào nhau làm cho trời long đất lở, cảm tưởng cảnh này giống trong Dragon Ball quá các bạn ạ. Nhìn từ xa với sức mạnh hủy thiên diệt địa thế này, Phan Thời Vũ còn tưởng là ca lích hô của anh giao nhà chứ lại, ha ha ha. Vụ nổ gây ra do hai chiêu vừa rồi gây ra là cực lớn, không khỏi chấn động đến đám người ở trong thành. Cấp bậc tu vi này, sợ là không chỉ đơn giản là chân võ cảnh thất đoạn đâu. Không lẽ là cường giả bát đoạn, không phải là chân võ khí cửu đoạn đấy chứ? Đại Hề Dương thầm kinh ngạc, cha là chân võ cảnh thất đoạn, khí tức mạnh thế này còn cao hơn cha không chỉ có một bậc đâu. Trong Nam Vân Châu ngoại trừ Tây Môn Phiệt chủ, không lẽ còn có cường giả chân võ cảnh cửu đoạn thứ hai sao? Khung cảnh hoang tàn do đòn đánh vừa gây ra, trước mắt là Tây Môn Phiệt đang ngã quỳ gối xuống, còn Vô Song vẫn đứng ở đó khí thế tỏa ra, nhìn vào bầu trời có riêng ra Vô Song bảo, Tây Môn Phiệt chủ không hổ là cường giả chân võ cảnh cửu đoạn đấy. Ta muốn hỏi Tây Môn Phiệt chủ một câu, với thân thủ của ta, nếu như là địch của Tây Môn Phiệt chủ, thì có thể giết hết trên dưới Tây Môn Đại Phiệt của ông không? Vẻ mặt lo lắng Tây Môn Phiệt nghĩ, rõ ràng chỉ là chân võ cảnh bát đoạn, thân thủ hay là sức mạnh đều không dưới ta, thậm chí còn mạnh hơn ta. Với một tử đệ xuất thân hàn môn, không thể nào trong vài năm ngắn ngủi, lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, tốc độ này còn có thể sánh ngang với tia chớp. Với vẻ mặt tối sầm, ông ta suy đoán chỉ có một khả năng. Linh giới. Đứng trước cường giả linh võ, đừng nói là Tây Môn Đại Phiệt, cho dù là chân võ thánh địa của Bách Việt Quốc, chỉ cần cường giả linh võ bằng lòng, động một ngón tay, cũng có thể khiến cho chân võ thánh địa thương vong vô số. Nhặt chiếc quạt dưới đất lên, Tây Môn Phiệt nói dứt khoát, giải trừ. Tây Môn Đại Phiệt ta giải trừ hôn ước với Đại Hề Thế Gia. Nhưng mà Đại Hề Gia phải công khai đền bù lễ vật và xin lỗi, còn bồi thường vật chất tượng trưng. Vô Song mỉm cười, lựa chọn thông minh, đây là kết cục lý tưởng nhất, ít nhất hai nhà chúng ta không trở thành địch. Bây giờ thì Tây Môn Phiệt chỉ có thể bằng lòng mà chấp nhận, Tần tiểu ca, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, tối nay lão phu tổ chức tiệc, mời tất cả võ đồng đến Nam Vân Châu tham gia thử luyện lần này, vẫn mong nể mặt mà tới. Đồng ý Vô Song bảo, được, chỉ cần quý công tử không so đo với ta, ta cũng muốn đi mở mang tầm mắt xem mức độ xa hoa của Đại Phiệt gia tộc. Vẻ mặt tươi cười Tây Môn Phiệt đáp lại, lão phu sẽ cung nghênh bất cứ lúc nào, trong lòng nghĩ, nếu có thể vì vậy mà kết thành bạn tốt với Tần thị, đối với phát triển tương lai của Tây Môn Đại Phiệt là một chuyện tốt. Trở về Tây Môn phủ, mọi người bên trong đều đang chờ đợi Tây Môn Phiệt chủ trở về, thấy cha không nói gì, Tây Môn Thiên nói, thế nào rồi cha, đã dạy dỗ cho tên Tần Vô Song đó một trận nhớ đời rồi chứ? Đệ nhất hộ pháp cũng hơi ái ngại mà hỏi lại, Phiệt chủ, có phải là đã giao đấu với Tần Vô Song không? Quay lại nói với chúng người của Tây Môn, tất cả nghe rõ đây, Tây Môn Đại Phiệt bắt đầu từ bây giờ kết giao hảo với Tần thị Đông Lâm, không được coi Tần thị Đông Lâm làm kẻ địch, điểm này nhất định phải viết trong tổ huấn của gia tộc, đời đời truyền lại. Trên đường trở về thành, bước đi trên phố, Vô Song thầm nghĩ, cuối cùng cũng được thấy thực lực thật sự của cường giả chân võ cảnh cửu đoạn rồi, nhưng không biết Tây Môn Phiệt chủ này là trình độ nào trong cửu đoạn đây. Cùng là chân võ cảnh cửu đoạn thì hai người cũng sẽ có sự phân biệt yếu mạnh, cao thấp của cảnh giới,
Tuy Viên Dương chân kinh đã đạt đến đại viên mãn, nhưng cần thời gian rèn luyện nhiều. Bất chợt một tiểu đồng xinh xinh đứng trước mặt của Vô Song hỏi, huynh là Tần Vô Song ca ca sao, trên tay cầm một vật gì đó, có người bảo ta đưa huynh cái này. Đưa cho Vô Song vật đó, thì tiểu đồng này chạy đi rất nhanh. Cầm tấm bài trên tay xem, trên bài ghi, không tự gian, tầng 6 Tùng Phong Lâu, Đồng Giao, Vô Song nghĩ, sao cô ấy biết được hành tung của ta. Theo địa chỉ Tần Vô Song đến điểm hẹn, người đã chờ sẵn, mời Tần công tử ngồi, chỉ thấy có một người Vô Song hỏi, sao chỉ có mình cô vậy, em gái cô đâu? Đồng Giao bảo Tần công tử, tính cách em gái ta có hơi háo thắng, nói như vậy, em gái cô vốn không biết chuyện này. Vậy nên ra tay thế nào? Chuyện này sợ là phải nhờ ngươi tốn chút tâm tư, âm thầm giúp đỡ. Vô Song hỏi lại tắc của thử luyện thế nào, bây giờ ta vẫn còn mơ hồ không rõ. Muốn giúp cô ấy thực sự không biết bắt đầu từ đâu, nếu đồng tiểu thư biết chi tiết, hay là nói cho ta biết đôi chút. Từ từ giải thích cho Tần Vô Song, quy tắc này trước khi bắt đầu thử luyện, đều là bảo mật, ta thu thập từ khắp nơi, vô cùng đáng tin. Bách Việt Quốc đăng ký võ đồng tổng cộng có 2.500 người, chân võ thánh địa dựa vào khu vực khác nhau, quê quán khác nhau mà sắp xếp, mỗi nhóm 50 người tổng 50 nhóm, người của mỗi nhóm sẽ đếm từ 1 đến 50, để tránh võ đồng cùng một nơi cấu kết với nhau, vì vậy võ đồng ở cùng một nơi, sẽ không thể được chia thành cùng một nhóm. Đưa tay lên cằm mà suy nghĩ, Vô Song nói, 50 nhóm. Phải đảm bảo thế nào, em gái cô có thể được chia cùng một nhóm với ta? Không cùng một nhóm, thì nơi được sắp xếp cũng không giống nhau đúng không? Khuôn mặt to tròn khả ái Đồng Giao bảo với Vô Song, vấn đề chia nhóm không cần lo lắng, đợi sau khi các ngươi có số hiệu, ta có cách để hai người cùng một đội, nhưng phần thưởng của thử luyện lần này rất phong phú, không biết Tần công tử có ý thế nào? Vô Song cười đầy tự tin, đương nhiên là muốn tất rồi. Mình là HM Kagori Review truyện tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Tập 32 đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.